Rồi, máy móc Minh Chí xin chào tất cả anh em nhé. Ngày hôm nay thì bên mình xin phép được giới thiệu cho anh em mẫu sản phẩm súng bắn bu lông thương hiệu của Hukan. Sản phẩm của họ là 600 Newton. Ok, thì là không thể để anh em chờ lâu nữa thì tôi sẽ bắn thử cái con Hukan này nhé. Thì đây là một trong những cái mẫu sản phẩm 650 Newton. Không, mỗi sản phẩm này nó chỉ rơi vào tầm 600 Newton thôi. Thì là bắn từ bu lông 8 đến bu lông 32, từ 0 đến 3.500 vòng trên 1 phút đây anh em. Đấy, anh em có thể nhìn thấy thông số, tôi sẽ dí sát cho anh em nhìn thấy. Anh em có thể nhìn thấy 600 Newton. Tốc độ không tải của nó là từ 0 đến 3.500 vòng trên 1 phút. Đây là mẫu sản phẩm là K200, thương hiệu của Hukan. Con này là 600 Newton và 21V anh em. Thì mẫu sản phẩm này thì là bu lông không chổi than, chân 1/2, chạy bằng pin. Phụ kiện đi kèm thì gồm hai pin, một sạc. Ngoài ra thì có thêm là 13 cái đầu khẩu từ 8 cho đến 24 cho tất cả anh em. Đầu khẩu này là đầu khẩu bên ngoài. Và nếu như anh em nào chúng ta có đầu khẩu rồi, anh em có thể đàm phán với cả là nhà sản xuất cũng như là đơn vị bán hàng là giảm cái tiền đầu khẩu này xuống. Bởi vì là thường anh em ở trong nhà là đầu khẩu có rất nhiều. Nếu mà anh em nào chúng ta muốn mua cả bộ thì chúng ta có thể mua thêm đầu khẩu, thì giá bên ngoài nó chỉ rơi vào tầm là 200 nghìn. Đấy, còn nếu mà anh em chúng ta không mua đầu khẩu thì có thể liên hệ với các đại lý để bớt cái tiền đầu khẩu này lại. Ngoài ra thì có thêm một đầu chuyển vít để bắt vít bốn cạnh, và một đầu chuyển khoan để anh em chúng ta bắt măng danh. Đây là cái vali của thương hiệu của Hukan, anh em có thể nhìn thấy. Thì mẫu sản phẩm này là mẫu sản phẩm mới ra trong năm 2021 của thương hiệu Hukan. Đằng sau thì mẫu sản phẩm thì có bọc cao su rất là chắc chắn ở cái chỗ tay cầm này, cũng như là mẫu đằng sau. Ngoài ra thì Hukan thì thường ấy, những cái mặt hàng ở trên thị trường ấy, cái đầu này rất là lắc này anh em này, nhưng mà cái đầu này tôi thấy không hề lắc luôn, cực kỳ chắc chắn, cực kỳ chất lượng, các cái điểm nối của nó rất là ok. Thì chắc chắn là nó ăn đứt những cái dòng súng bu lông mà khoảng hơn 1 triệu ở trên thị trường rồi. Và giá của sản phẩm nó cũng không phải là đắt đâu anh em. Chế độ left right trái phải thì chúng ta vẫn chỉnh ở đây. Đấy, pin thì có thể chúng ta pin ở đây, báo pin hết ở khu vực này. Thì mẫu sản phẩm Hukan này ấy, thì bên máy móc Minh Chí vẫn đang phân phối toàn quốc 600 Newton, bắn được từ bu lông 8 đến bu lông 32. Pin của nó là 21 xà 21V. Đấy, rất là đẹp và rất là chất lượng. Thì ngoài các cái mẫu sản phẩm này thì bên mình có rất là nhiều các cái súng bu lông ở trên thị trường. Mình sẽ review tường tận từng cái một cho anh em. Thì nếu mà anh em nào chúng ta muốn đặt mua cái mẫu sản phẩm súng bắn bu lông chân 1/2 thương hiệu của Hukan, anh em có thể liên hệ với cả bên mình. Đấy chính là máy móc minhchí.com hoặc là minhchí.máy móc.com, 0915498666 hoặc là 0978390231, 0986734894. Anh em có thể ép Zalo của bên mình để bên mình xin phép là gửi cho anh em thông số kỹ thuật này, cũng như là hình ảnh của cái mẫu sản phẩm Hukan này về cân nặng, chiều cao, lực bắn. Đấy, rất là chi tiết cho anh em. Và chi tiết hơn nữa thì bên mình xin phép là ship hàng toàn quốc, xem hàng, kiểm tra hàng, thử hàng rồi mới thanh toán tiền, để cho anh em chúng ta có cái nhìn chi tiết hơn về cái mẫu sản phẩm này. Thì là sản phẩm đến nơi anh em xem hàng, test hàng, thử hàng. Đấy, tránh tình trạng là mất lòng tin khi mua hàng online. Nếu mà đúng ở trong quảng cáo thì anh em thấy. Còn nếu như đúng không đúng ở trong quảng cáo, anh em có thể giả ngược lại cho bên máy móc Minh Chí miễn phí 100% anh em nhé. Thì tôi xin nhắc lại về cái mẫu sản phẩm này. Sản phẩm này đi kèm là hai pin, một sạc, 13 cái đầu khẩu từ 8 đến 24, một đầu chuyển vít và một đầu chuyển khoan. Ngoài ra thì sản phẩm đi kèm một vali, một thân máy rất là chắc chắn. Các cái đường nối, các cái đầu ốc của nó bắt rất là chắc chắn. Đằng sau có bọc cao su, tay cầm. Đấy, ngoài ra thì các cái đầu vặn của nó rất là chắc chắn và nó không bị lúc lắc như các cái dòng súng bắn bu lông mà kém chất lượng ở trên thị trường. Thì để không để anh em chờ lâu nữa thì tôi xin phép được bắn lại. Nếu mà pin mà anh em chúng ta bắn thường xuyên thì nó rơi vào tầm khoảng 8 cho đến 10 tiếng. Còn nếu mà anh em chúng ta bắn ngắt nhả thì anh em có thể dùng cả tuần. Đấy. Ngoài ra thì pin thì nó có hai pin thay thế đi kèm rồi, cho nên là anh em cực kỳ yên tâm nhé. Nếu như anh em có nhu cầu đặt mua cái mẫu sản phẩm này, anh em vui lòng ép Zalo của bên mình để
xem hình ảnh chi tiết về các cái mẫu súng mà bên máy móc Minh Chí đang phân phối. Sản phẩm này mình xin phép là ship hàng toàn quốc cho tất cả anh em. Đấy, rất là uy tín và rất là chất lượng. Nếu mà anh em nào chúng ta có nhu cầu đặt mua cái mẫu sản phẩm này, anh em có thể liên hệ Zalo với cả bên mình nhé. Cảm ơn anh em đã ủng hộ máy móc Minh Chí trong thời gian qua và hẹn gặp lại anh em trong những cái video giới thiệu sản phẩm sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại.